Xin chào anh chị, trong video này em xin phép được hướng dẫn anh chị các bước sở tài chính kiểm tra dự toán cho đơn vị quận huyện trên phần mềm Visa Bomat. Sau khi đơn vị cấp dưới lập dự toán xong, sẽ gửi dự toán lên sở tài chính tiến hành kiểm tra, sau đó xác nhận hoàn thành, gửi trả phản hồi dự toán cho đơn vị cấp dưới. Anh chị vào menu kiểm tra. Tại chức năng kiểm tra, màn hình sẽ hiển thị danh sách đơn vị được chia thành 5 nhóm như sau: tổng số đơn vị, hiển thị danh sách các đơn vị cấp dưới trực thuộc, chưa nộp dự toán, các đơn vị cấp dưới chưa nộp dự toán, chưa kiểm tra, các đơn vị cấp dưới đã nộp dự toán nhưng sở tài chính chưa kiểm tra, đang thảo luận, các đơn vị cấp dưới đã được kiểm tra dự toán nhưng có chỉ tiêu cần chỉnh sửa, đã xác nhận gửi trả cho cấp dưới, đã hoàn thành, các đơn vị cấp dưới đã được xác nhận hoàn thành, kiểm tra dự toán. Với các dự toán đã hoàn thành, nếu mà đơn vị muốn kiểm tra lại dự toán thì anh chị có thể nhấn vào hủy hoàn thành. Lúc này thì dự toán của đơn vị sẽ được chuyển sang tab chưa kiểm tra. Tại tab chưa nộp dự toán, với các đơn vị chưa nộp dự toán thì sở tài chính cũng có thể yêu cầu cấp dưới nộp dự toán bằng cách tích chọn đơn vị, sau đó nhấn yêu cầu nộp. Nhập thời hạn nộp dự toán, nhập nội dung, sau đó mình nhấn đồng ý để gửi yêu cầu cấp dưới nộp dự toán. Sau đó anh chị thực hiện kiểm tra dự toán. Anh chị thực hiện qua hai bước như sau. Bước 1, kiểm tra dự toán. Bước 2, xác nhận hoàn thành và gửi phản hồi dự toán cho đơn vị cấp dưới. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện bước 1, kiểm tra dự toán. Anh chị chọn tab chưa kiểm tra, chọn đơn vị quận huyện để kiểm tra dự toán. Tại tab dự toán thu, phần mềm hiển thị dự toán nhu cầu của đơn vị cấp dưới, bao gồm dữ liệu năm trước này, dự toán năm kế hoạch, tỷ lệ và chênh lệch giữa tổng thu ngân sách nhà nước, thu ngân sách địa phương. Lưu ý là sở tài chính chỉ xem được dự toán thu của đơn vị cấp dưới mà không chỉnh sửa được số liệu. Để xem chi tiết nội dung thu theo đơn vị, anh chị chọn nội dung chi tiết màu xanh, tích chọn đơn vị để xem dự toán theo cơ quan thu. Nếu muốn đổi đơn vị tính, anh chị tích chọn đổi đơn vị tính, mình có thể đổi sang là đồng, nghìn đồng, triệu đồng hoặc là tỷ đồng. Để kiểm tra dự toán chi, anh chị chọn tab dự toán chi. Lưu ý là sở tài chính chỉ xem được số dự toán chi và thuyết minh chi tiết số dự toán của đơn vị cấp dưới, không chỉnh sửa được số liệu. Để xem chi tiết nội dung chi thì mình chọn nội dung chi tiết màu xanh để xem chi tiết dự toán theo đơn vị. Chọn tab thuyết minh để xem thuyết minh chi tiết cho các nội dung chi nếu mà đơn vị cấp dưới có thuyết minh cho các nội dung chi đó. Để in dự toán thì anh chị nhấn vào đây, sau đó chọn mẫu cần in. Tiếp theo kiểm tra cân đối dự toán. Anh chị chọn tab cân đối dự toán. Mình có thể chọn xem theo để xem theo cân đối ngân sách toàn huyện, cân đối ngân sách huyện hoặc là cân đối ngân sách xã. Anh chị chuyển sang bước 2, xác nhận hoàn thành và gửi phản hồi dự toán cho đơn vị cấp dưới. Tiếp theo thì mình sẽ hoàn thành kiểm tra. Nếu mà sở tài chính kiểm tra lại và muốn đơn vị cấp dưới điều chỉnh lại dự toán thì anh chị chọn gửi phản hồi, nhập nội dung góp ý cho đơn vị cấp dưới, sau đó thì mình nhấn đồng gửi phản hồi. Lúc này thì dự toán của đơn vị sẽ được chuyển sang tab đang thảo luận và góp ý đó sẽ được gửi cho đơn vị cấp dưới. Nếu mà dự toán đơn vị cấp dưới không có nội dung cần điều chỉnh thì anh chị nhấn hoàn thành. Lúc này thì dự toán của đơn vị sẽ được chuyển sang tab đã hoàn thành. Trên đây là toàn bộ các bước sở tài chính kiểm tra dự toán cho đơn vị quận huyện trên phần mềm Visa Bomat. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và chúc anh chị thực hiện thành công.